Sống ở đây thì số người ta làm đấy thì mình đi mua cá đồ mình phơi mình kiếm lời thôi, chứ mà không không có cái sở gì ổn định. Mẹ đồ chị em đồ ở đây thì mình phải ở sống ở đây chứ cũng không có đi đổi đâu. Cũng vì lý do đó mà bà Nguyễn Thị Đoàn vẫn ở trụ lại nơi này, dù ngày nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Quê bà Đoàn ở tỉnh Bạc Liêu, vì hoàn cảnh nên tìm đến vùng đất cuối trời để lập nghiệp. Ở đây chỉ có tiệm tạp hóa nhỏ, mỗi ngày thu nhập khoảng vài chục ngàn đồng, cuộc sống đơn giản nhưng nghĩa tình đong đầy. Nếu mà nhà này hư nữa rồi sao? Giờ không chưa biết làm sao nữa, thì tới đâu hay tới đó, giờ gắng chống chọi ở đỡ vậy đi. Từ từ cháu đó nó đi làm, nó ngay cũng thằng đó cũng nuôi, nó cũng bự bự rồi, cũng mười mấy tuổi rồi, 16 tuổi rồi đó. Mấy năm trước thì còn đi học mà năm nay khổ nghỉ rồi. Xóm Ba Khâu có khoảng 20 hộ nằm gần cửa biển Rạch Tàu và vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Trước đây bà con làm nghề đáy hàng khơi, đáy hàng cạn. Thời gian gần đây sản lượng thủy sản ngày càng ít đi, nên một số ít bà con đã bỏ nghề. Bây giờ chủ yếu là nghề đăng cá kèo, cua giống và đặt lú. Biết là nghề cấm, nhưng bà con ở đây vẫn làm vì cuộc sống mưu sinh. Con nó đi đăng cá kèo rồi bị sống rồi. Không có nghề gì mà mướn. Mần mướn đi đấy á. Đi mần mướn nữa mà con này đăng được mười mấy miệng cũng sống nhà. Hai vợ chồng già thì có mình nó nuôi đó. Một ngày vậy cũng 300-400 vậy. Cá kèo giờ nó rẻ quá, một ly có 20 ngàn. Cũng sống không? Cũng không đủ. Tôi đi lượm tôm mà mướn cái nhỏ này nè. Đi hết một lượt ở xóm Ba Khâu, nhìn vào những căn nhà sập xệ, xem xét với mé nước, mỗi khi mùa mưa bão về thì lại càng trăn trở hơn. Nó cũng lên, nhiều lúc nó cũng lên nhiều. Vì cái những lúc thì nó cũng cạn, mà điều cái cạn thì nó nhanh hơn cái vụ lên, lên thì nó hơi chậm. Thấy lúc lên nó ngập chứ không? Cũng ngập. Ngập cũng bỏng à. Cái lọ này lúc đó nó xém á. Nó cũng ranh nó chuẩn bị nó muốn tràn qua. Ảnh hưởng đến đời sống của chú như thế nào chú? Nói chung là ở đây tôi làm cái nghề biển này nó có không có gì ảnh hưởng không? Tôi làm nghề biển không à? Thì nước lên nhiều quá thì mình không làm, nước giật xuống đi làm đi thôi. Còn cái giải pháp mà để phát triển kinh tế thì địa phương cũng hỗ trợ nhiều theo quy định của pháp luật, thì các cái nguồn vốn mà được nhà nước hỗ trợ thì địa phương mình cũng tạo điều kiện cho bà con vay. Ngoài ra thì mình cũng vận động tuyên truyền bà con tham gia để mà sản xuất, cũng như là như tôi đã nói gì đó là họ là chuyển đổi nghề từ làm đáy sang làm lưới, cũng như là có một số hộ là tham gia là nuôi nghêu của hợp tác xã Nghêu Đất Mũi. Nói chung là nhiều cái giải pháp, nói chung vận động tuyên truyền bà con rồi từng bước để ổn định cái cuộc sống của họ.